Sáng qua thì tuyến quốc lộ 14E đoạn qua huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam đã bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn khiến đất đá tràn xuống. Đáng chú ý, một tảng đá lớn nặng cả chục tấn lăn từ trên cao xuống làm lệch mặt cầu Đắc Mi 1. Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận thấy bản mặt cầu nhịp 3 bị đẩy lệch về phía trái tuyến 47 cm so với vị trí ban đầu. Các dầm ngang ụ neo tại trụ T1, T2 nứt vỡ, đầu dầm tại vị trí M2 bị đẩy lệch ra khỏi gối cao su, khe co giãn tại mố M2 thì bị kéo hở và bung bu lông. Để đảm bảo an toàn, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam thông báo chỉ cho phép phương tiện chở khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 5 tấn và xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Đắc Mi 1. Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất trên một ngọn đồi tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Một ngôi nhà của một hộ gia đình đã bị vùi lấp, 2 người bị thương, còn 6 người đã thoát nạn. 2 người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại trạm y tế Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã rà soát, khoanh vùng khu vực bị sạt lở. Hiện công tác sơ tán, di chuyển người bị nạn và tài sản đã hoàn thành. Cũng do mưa lớn, đoạn đường nối cao tốc La Sơn-Túy Loan với tỉnh lộ 14B tại địa bàn xã Hương Phú, huyện Phú Lộc đã xuất hiện 2 vị trí sạt lở mái ta luy. Địa phương đã bố trí 2 tổ trực chốt chặn 24/24 giờ để điều hướng phương tiện đảm bảo an toàn giao thông. Từ ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, mưa lớn sẽ quay trở lại nhiều tỉnh thành ở miền Trung. Dự báo vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa ngày hôm nay và ngày mai phổ biến từ 70-200mm, có nơi trên 300mm. Riêng Thừa Thiên Huế, mưa lớn hơn có điểm trên 500mm. Sau nhiều ngày mưa liên tục trước đó, nền đất đá đã bão hòa nước, có thêm mưa xuống, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi, mái ta luy. Hiện tại, theo hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất thời gian thực, vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang có gần 100 xã phường thị trấn cảnh báo nguy cơ sạt lở đất. Trong đó, Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều điểm nguy cơ sạt lở đất ở mức rất cao. Cập nhật đến sáng sớm nay, khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Trời có mưa nhỏ kèm gió Đông Bắc thổi mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến toàn Bắc Bộ và xuống cả khu vực Trung Bộ. Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày hôm nay trời chuyển rét. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, gồm huyện đảo Hoàng Sa, cảnh báo gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Bắc của giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, với đợt không khí lạnh này sẽ gây ra rét ở khu vực miền Bắc, nhưng vì là đầu mùa nên là rét sẽ không kéo dài quá lâu, trong khoảng là 3 ngày, có nghĩa là hôm nay, ngày mai cho đến ngày thứ năm ạ. Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vâng, như là tuyến đường từ trung tâm xã Trà Dơn đi các làng Ông Gieo, Ông Nghĩa và Ông Xuôi đã bị gãy sập khoảng 20 mét, gây khó khăn cho việc đi lại của hàng trăm hộ dân. Tính đến chiều qua, toàn huyện Nam Trà My có hàng trăm điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ. Huyện Nam Trà My đang bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Bình Thạnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang tạm giữ 3 bồn chứa nghi là hóa chất trôi dạt vào bờ kè đê chắn sóng thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 3 bồn chứa này dưới đáy đều có biển báo nguy hiểm, có chữ nước ngoài. Bên ngoài bồn ghi trọng lượng 36 tấn. Đồn biên phòng Bình Thạnh đang tiến hành điều tra, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Cũng tại Quảng Ngãi ngày hôm qua, đồn biên phòng Bình Thạnh cũng phát hiện một xà lan lật úp trôi dạt trên biển thuộc huyện Bình Sơn. Những ngày qua, người dân miền Trung hứng chịu đợt mưa rất lớn. Tại Quảng Ngãi, đợt mưa này khiến lũ các sông lên nhanh, đỉnh lũ cao nhất so với các đợt lũ từ đầu mùa đến nay. Vâng, mưa lớn dồn dập khiến cho nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn vùng núi thiệt hại nặng nề.
đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người và tài sản là nhiệm vụ cấp thiết được chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ. Mưa lớn dồn dập những ngày vừa qua khiến tình trạng sạt lở trên sông Vệ, đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Trên tuyến tỉnh lộ 624B ở km 19+800 bị sói lở khu vực ta luy âm và tiếp tục lấn sâu vào bên trong tuyến đường. Đoạn đường nước sau chảy xiết á, không cho người qua lửa thì tránh đi đường khóc, chứ đường này nó sọt lở là mình cứ đổng bổ quân lên tầng tự ở đây mình không cho qua thôi. Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường liên huyện đi các xã vùng cao của Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Song song với việc cử lực lượng chốt chặn, chính quyền địa phương đang lên phương án để khắc phục trước mắt, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sạt lở. Để khắc phục nguy cơ sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các sở ngành của tỉnh là sớm khắc phục đoạn sạt lở này để đảm bảo an toàn giao thông để người dân và phương tiện đi qua lại. Nhiều ngầm tràn và kè ven sông cũng bị sói lở. Ngay bờ kè ven sông Trà Cầu, thị xã Đức Phổ, hiện một đoạn dài 100m bị nước lũ cuốn trôi. Tình trạng sói lở hiện nay vừa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời uy hiếp hàng trăm hộ dân ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Nước từ thượng nguồn đổ về là nó mạnh quá, nó xóa nó lở. Nếu nước về nữa thì khu vực này sẽ bị tiếp tục ngập. Càng 90 mấy hộ dân này tiếp tục ngập. Thiệt hại lớn không chú? Thiệt hại lớn á, thiệt hại về gia súc, chăn gia cầm. Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên khắc phục các tuyến đường huyết mạch ở miền núi, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ từ đồng bằng lên Tây Nguyên. Từ hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, mưa lớn sẽ quay trở lại nhiều tỉnh thành ở miền Trung. Và dự báo thì vùng mưa lớn tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, với lượng mưa hôm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng từ 70 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Riêng Thừa Thiên Huế mưa lớn hơn, có điểm trên 500mm. Sau nhiều ngày mưa liên tục trước đó, nền đất đá đã bão hòa nước, có thêm mưa xuống, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra sạt lở đất đá ở khu vực sườn đồi núi mái ta luy. Theo hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất thời gian thực, vùng núi từ Hà Tĩnh xuống tới Quảng Ngãi đang có gần 100 xã phường, thị trấn cảnh báo nguy cơ sạt lở đất. Trong đó Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều điểm nguy cơ sạt lở đất ở mức rất cao.